Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang vàng lá chung nha anh chị. Đó, cây này một củ đế nè. Cây này mà anh chị về mà dằn nước dây ra nó ra bông là tuyệt vời đẹp luôn nha anh chị. Trang vàng lá chung, cái củ rất là đẹp ha. Cây mã số đầu tiên là nhiêu em? 495. Củ rất là to nha anh chị. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 18. Đó, chị xem củ nè. 495. 495. Rồi củ này giao luôn chị 350.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 496. Nè, cây này cũng cũ dưới này dữ lắm nha anh chị. Tại em có bư ra đó nè. Cũ dữ dần lắm nha anh chị. Hoành 12. Hoành 12. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Nói chung là để giá hữu nghị anh chị 250.000, bao ship trang vàng lá chung nha. 496. 497. Đó, cây nào cũng cũ ha. Em bảo đảm với anh chị luôn ha. Tại này em không xịt ra, em chưa xịt được. Hoành 16. Chiều cao 27. Mã số 497. Rồi cũng 250.000, bao ship trang làng lá chung nghe cô chú anh chị. Đó, củ này đẹp lắm nè. Nè anh chị, nguyên củ đế này luôn á. 498. 498. Hoành 13. Chiều cao 32. Mã số 498. Rồi cũng 250.000, để rẻ anh chị cho anh chị chơi ha. Bao rẻ luôn anh chị ơi. Trang vàng lá chung. Ôi cũ nè. Hoành 20. Chiều cao 29. Mã số 499. Rồi 350.000, bao ship. 500. Mã số 500. Này em không có xịt ra, xịt ra là quá trời cũ. Quanh 11. Chiều cao 23. Rồi cái này 200.000 thôi, để hữu nghị với mình luôn. Trang vàng lá chung nha anh chị. 501. Đó, cũ nè. Ôi trời. Rất là dữ nha anh chị. Rồi đổ quanh đi. Tổng quanh là 21. Chiều cao 29. Cây rất to và đẹp chị ơi. 400.000. 400.000 thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. 501. 502. Cái cũ luôn nè anh chị. Quá khứ cái cũ luôn ha. Hoành 19. Chiều cao 15. Quá trời, cũ này làm một size đẹp lắm anh chị ơi. Mã số 502. Rồi, cái này thì giao luôn chị 450.000, bao ship. 503. 503. Cũ. Hoành 10. Chiều cao 28. Mã số 503. Rồi 250.000, bao ship luôn. 504. Cũ này dữ lắm nè anh chị. Hoành 11. Chiều cao 25. Mã số 504. Rồi 250.000. 505. Tổng hoành là 15. Chiều cao 24. Rồi cũng 250.000 thôi anh chị, bao ship luôn. Này để giá hữu nghị cho của chú anh chị chơi ha. 506. 506. Hoành 13. Chiều cao 20. Mã số 506. Cũ này đẹp. Rồi cái này 300.000 anh chị, bao ship tặng nhà. 507. Cũ này rất là đẹp luôn chị ơi. Còn nguyên cũ ơi. Hoành cũ là 20. Cũ 20 luôn anh chị. Chiều cao 21. 507. Rồi cũ này kêu để anh chị 300.000 thôi, hữu nghị mình luôn. Này rất là đẹp. Hoành 16. Chiều cao 24. Rồi 350.000, bao ship. 508. Trang vàng lá chung nha anh chị. 509. 509, cây sống khỏe hết rồi. Quá trời anh cũ. Hoành 12. Chiều cao 31. Mã số 509. Cũ. Rồi, của này 300.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn, để cực kỳ rẻ luôn. 510. 510. Cái này cũ nè, bệ nguyên bệ luôn nè.
quanh 11. Chiều cao 26. Rồi 250.000 bao ship luôn. 511. Rồi mã số 511. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 23. Rồi, cái này 200.000 thôi chưa? Bao ship luôn. 511. Ồ, cũ nè. 512. Quá khứ cái bệ này luôn. Nè, cái bệ này chị đặt quanh luôn ha. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 34. Chiều cao 34. Mã số 512. Rồi, cái này 400.000 anh chị, bao ship luôn. 513. Này cũng vậy nè. Quá khứ cái cây. Quanh 17. Chiều cao 22. Trang vàng lá chung nha. Đó, này dằn ra là chơi thôi. Rồi cái này cũng 513. Cái này cũng 400.000 anh chị, 513. 514. Này cũ cũng đẹp. Quanh 13. Chiều cao 18. Rồi 250.000. 514. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái Zalo Linh Sam ha. Cái này là Linh Sam đau điểm nè, có cây hởm nè, còn nè, hoa rất là nhiều luôn nè anh chị. Này em đem vô em để mùa nắng á, chứ mà để ấy là bông dữ lắm bông nha. Với Linh Sam siêu bông. Đó, con cây này là Linh Sam đau điểm. Mã để... số 420. Mã số 420 bông rất là đẹp ha. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Cái tàn 40. Tàn 40. Này em ship cả chậu cho mình luôn. Okay. 420. Rồi cây này 500.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Này ship chậu cho mình luôn nha anh chị. 421. Nè, hoa nó mới tàn miếng. Mã số là 421, đế rất là đẹp luôn nè anh chị. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 33. Mã số 421. Rồi cái này cũng 500.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, giá cực kỳ rẻ luôn chị ơi. Ship cả chậu luôn ha. 422. Này rất là bự luôn nè. Quanh 17. Chiều cao 20. Này Linh Sam siêu bông nha, bông dữ lắm bông nha anh chị. 422. Rồi cái này cũng 500.000, em bao ship tặng nhà. 423. 423. Quanh 17. Chiều cao 28. Cũng mã cây. Số 422. Cây này bự bự lắm nè. Để ghẻ của chú anh chị thôi. 400.000 bao ship luôn, cả chậu luôn ha anh chị. 424. 424. Cây này quái ha, dáng nó bay ha anh chị. Đây nè. Dáng bay rất đẹp ha. Đang cho hoa rất là nhiều anh chị. Hoa là quá quá đẹp luôn anh chị. Quanh 14. Ngửi ra hoa đẹp lắm anh chị. Chiều cao 19. Rồi 500.000, 424. 425. Cũ quá trời ơi, cũ nè anh chị. Cũ trời bá luôn. Quanh 16. Chiều cao 32. Rồi cái này cũng 500.000 thôi anh chị ơi. 425. 425. 426. Này em ship cả chậu cho mình luôn nha anh chị, bao ship cho mình luôn. Quanh 14. Chiều cao 23. Rồi cái này 400.000 thôi. 426. 428. Hoa quá trời hoa luôn. Anh chị coi. Hoa rất là đẹp nha anh chị. Cái này lùng lực ha. Có cái co rất quái nè. À, coi rất quái nha anh chị. Quanh chỗ này là 14. Chị này đẹp lắm ha, chị trời đẹp lắm nè. Chiều cao 17. Để gì anh chị, đã quên cắt nhánh nhỏ này bỏ. Mã số 428. Rồi 450.000, bao ship cả chậu cho mình luôn ha. 429. Cây này thì bị lũa mặt bên đây nha anh chị. Quanh 15. Chiều cao 41. Rồi cái này 400.000 thôi, bao ship luôn. 429. Hoa nè anh chị. Quá trời hoa chùm chùm luôn. 430. 430.
hoành 21, chiều cao 30. Rồi cái này giao lưu anh chị 500.000 bao ship, cái này cũ bự đẹp lắm nè. Cái này cũ cũng rất là đẹp nè chị. Quanh 17, chiều cao 33. Rồi cái này 450 nha chị, 431. Tiếp theo 432. Này chậu mũ ha. Quanh 15, chiều cao 24, mã số 432. Rồi cái này để rẻ chị 350 thôi. Đấy cũng rất là đẹp luôn. 433. Quá trời cái đấy. Quanh 15, chiều cao 28. Rồi để rẻ chị 350 luôn chị. 433. 434. Quanh 14, chiều cao 24, mã số 434. Rồi 250.000 thôi, bao ship luôn. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số loại dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ như thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. Một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Em bao sắc bén cho của anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị. Đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Đội này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó.
Cỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha quý chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha quý chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cái cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ bằng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha. Sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng lại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. Đó, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây.
thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt. Tuần mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì